Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay, SmileGag đã tung nhá hàng Wukong rồi. Thì đầu tiên chính là animation của hero này. Animation rất hoành tráng các bạn. Đó chính là Immortal Wukong. Wukong là một chiến binh cùng Scorpio, các bạn, hệ đất. Thì cái hệ chỉ số Wukong nó tập trung rất nhiều vào attack, defense và máu. Những chỉ số này rất là cao các bạn, 1200 attack, 600 def, 6000 máu luôn. Nhưng mà những chỉ số còn lại, speed, crit chance, crit damage, effective damage, effective resistance, nó không có cộng gì cả. Và speed thì cũng khá là khiêm tốn, chỉ 102 thôi. Như vậy khi build Wukong lên á, thì các bạn cần chú ý nhất là cái crit chance và cái speed này nè. Imprint thì sẽ cộng attack cho đồng minh hoặc là cộng attack cho bản thân. Thì chỉ cộng 18% attack thôi thì có thể bỏ qua cũng được, không nhất thiết là phải lấy full imprint. Thì đó là chỉ số Wukong, có vẻ là vừa công vừa thủ luôn. Qua đến chiêu thức các bạn, đầu tiên nội tại The Immortal One thì sẽ cộng cho bản thân Wukong kháng crit và kháng xuyên giáp 35% và có thể up lên đến tối đa là 50% các bạn. Một con số rất là lớn. Thì các bạn đã chứng kiến cái sự kháng crit của Landy nó khủng bố như thế nào đúng không? Thì bây giờ chúng ta có thêm một nhân vật kháng crit nữa là Immortal Wukong. Đồng thời thì Wukong có thêm kháng xuyên giáp nữa các bạn, cho nên những cái đòn đánh từ Genua nè hay Watcher Shuri á cũng bị giảm 50% hiệu quả xuyên giáp. Ở đây thì nó có nói là cái giảm sát thương xuyên giáp này nó không có hiệu nghiệm trên những cái additional damage hay là detonation effects, tức là những cái sát thương từ ví dụ như từ artifact của Karina nè là additional damage, hoặc là từ artifact của Senja nó cũng là additional damage, hoặc là khi mà kích nổ bom hay là venom gì đó thì nó không có hiệu quả. Nhưng mà mình không rõ là với nguồn sát thương từ Lyra hay là sát thương của Last Rider Crow thì nó tính như thế nào ha. Nếu mà nó giảm luôn những cái sát thương từ Anker như vậy thì tính ra Wukong cũng khá là mạnh các bạn, có thể chống lại được Cleave, đồng thời có thể chống lại được những cái thể loại tăng cờ luôn á. Để biết thêm thì chắc phải chờ vào game thật rồi test thử ha. Thì ngoài cái tiết mục kháng crit và kháng xuyên giáp này ra thì Wukong mỗi khi nhận cái đòn không crit này á sẽ tự cộng thêm attack và speed 20% và có thể cộng dồn 3 lần, có nghĩa là tối đa tăng lên 60% attack và 60% speed các bạn. Những cái con số rất là khủng khiếp. Và một lần nữa mình cũng không biết là cái con số 60% này là nó tính dựa trên chỉ số gốc hay là chỉ số của đồ đạc. Nhưng mà bây giờ cứ tính tối thiểu đi thì 60% attack là tương đương một cái nhẫn rồi các bạn, một cái nhẫn level 85. Và 60% speed là nó hơn cả một cái giày speed luôn các bạn. Nên về mặt chỉ số thì Wukong được cộng rất là nhiều, có thể coi như là một dạng công thủ vẹn toàn luôn, mà vừa công được vừa thủ tốt, chỉ có thiếu cái hồi máu nữa thôi. Thì đây là nội tại của Wukong. Chiêu 3 của Wukong các bạn, Heavenly Fighter Strike. Thì đây là chiêu tấn công đầu mục tiêu. Trước khi tấn công thì Wukong tự buff attack cho bản thân trong 2 lượt, tự biên tự diễn là không cần phải có support. Thì buff xong sẽ tấn công đơn mục tiêu nào và stun trong 1 lượt các bạn. Nếu mà attack của Wukong cao hơn attack của đối phương thì sẽ tăng sát thương gây ra, tối đa là tăng 70%. Và đòn này không bị ảnh hưởng bởi khắc hệ. Chiêu này cooldown chỉ có 3 lượt thôi các bạn. Thì các bạn tưởng tượng đánh chiêu 3 xong rồi các bạn quất hai cái chiêu 1 là các bạn có chiêu 3 để xài tiếp á. Một cái cooldown cũng khá hợp lý. Cái hay là có thể vừa sốc sát thương mà vừa stun kẻ địch nữa các bạn. Tức là có thể counter một phần Genoa, stun Genoa thì Genoa sẽ không có bật cái nội tại lên được. Và đồng thời không bị ảnh hưởng bởi khắc hệ, cho nên là hệ đất nhưng mà thoải mái đập Genoa, cũng như là các thể loại hero hệ lửa khác. Thì các bạn thấy ở đây là minh họa chiêu 3 thì sát thương chiêu 3 của Wukong nó cũng khá ổn các bạn. Ở đây là Wukong đã được cộng dồn 2 lần buff attack rồi đó. Thì khi mà dùng chiêu 3 gây 22.600 sát thương lên Genoa, cũng là một lượng sát thương đủ để tiêu diệt hết tất cả những cái cleaver này. Và cũng là một lượng sát thương khá đáng kể với tăng cờ 22.600 thì đập tăng cờ chắc khoảng 12-13.000 gì đó, khoảng vậy. Chưa kể là còn có tăng thêm sát thương nữa thì có thể đập tăng cờ sát thương nó tăng cao hơn. Chiêu 1 của Wukong Swing các bạn, thì cái chiêu này các bạn tưởng tượng như là Holiday Youth Pin á, là khi mà tới lượt của Wukong, Wukong sẽ tấn công toàn bộ kẻ địch nè và bóp khiên trong một lượt, khiên càng dày nếu attack Wukong càng nhiều. Còn nếu như Wukong đánh những cái đòn như counter attack hay là dual attack á thì chỉ tấn công đơn mục tiêu bằng cách đập cây gậy xuống thôi. Các bạn có thể somber một cục lửa để tăng sát thương đầu ra. Một chiêu thức khá là thú vị các bạn. Rất tiếc là cái chiêu 1 này nó không luôn luôn tấn công toàn mục tiêu, nên khi build Wukong thì
có thể là cái set cao toàn tắc nó bị giảm giá trị xuống một xíu. Thì đây là cái animation khi mà không đánh toàn mục tiêu các bạn, thì Wukong đập cây gậy xuống thôi. Còn đây là cái animation khi đánh toàn mục tiêu, nhìn rất là ngầu, rất là đẹp luôn. Đúng chất Tôn Ngộ Không luôn các bạn. Kéo dài cây bổng ra để tấn công. Và bên cạnh đó, artifact của Wukong Ruji Jingu Bang, tên y chóc như tên trong Tây Du Ký luôn, Như Ý Kim Cô Bổng nè. Rồi cái cốt truyện nó cũng y chóc như trong Tây Du Ký, tức là một cây gậy để dùng trong Tây Du Ký, nó là gậy chống biển, chống trời gì ở dưới lòng thủy cung của Long Vương á. Thì ở đây nó cũng là một cái thứ để đo độ sâu của sông và biển. Với artifact này, Wukong sẽ được cộng crit chance lên đến tối đa 24% và cộng kháng crit 20% các bạn. Chỉ số cộng kháng crit này nó không bị ảnh hưởng bởi cấp độ artifact, tức là chỉ cần một cái thẻ bài thôi, Wukong đã có thể trở thành lanh đi thứ hai với tổng cộng là 70% kháng crit. Thì nếu các bạn hên, các bạn có thể lấy được cái tấm thẻ này về và sử dụng. Nhưng mà nếu không lấy được tấm thẻ này á, các bạn vẫn còn cái artifact của Shu. Artifact của Shu cũng cộng kháng crit 20% nè. Hoặc là các bạn có thể dùng những cái artifact chấn phái của Warrior như là Sigurd hay là Golden Rose. Nên mình nghĩ đây không phải là cái artifact mà bắt buộc phải có cho Wukong. Tuy nhiên nếu có thì dùng vẫn ok. Và đồng thời trong video này thì Smilegate cũng nhé hàng con boss Rip mới các bạn. Là một con boss mà cần đội hình full hệ đất để mà đi được con boss này. Thì có vẻ như Wukong là một nhân vật cốt cán để mà đi Rip, và rất là hên là bộ chiêu thức của Wukong khá là ấn tượng chứ không như là Ken các bạn. Vậy nên là chúc các bạn may mắn xâm được Wukong nha. Một hero tốt về cả PvE lẫn PvP luôn. Ok, và đó cũng là một video nhé hàng nhẹ về Immortal Wukong các bạn. Một nhân vật không chỉ có chiêu thức đẹp mà chiêu thức cũng khá là hữu dụng trong PvP, và sắp tới sẽ là PvE trong Boss Rift nữa. Và bây giờ thì chắc mình xin ngừng video này tới đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.